Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi để cho ý đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thánh có anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quý. Chỉ tâm đàn lễ Nam Mô Tần Hư Không Biện Pháp Giới Quá Hiền, vì lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam ma bảo. Chỉ tâm đàn lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bồn Sư, Thỉnh Ca Mâu Ni Phật Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Ái Tát. Lương xa nhiệm ngài pháp giới mong quân, chứ phần hai hồi tận diệu văn, tùy nữ kia thượng vân thành ni phương ăn ngay, chứ phần hiền toàn thân ngay. Nam mô hương văn cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Văn Cai Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma thiên vàng kim na tao ngộ ngà kim tiên văn đắng thọ trì nguyện dài như lai chân thiên nga nghĩa tây phương giáo chủ cực là hữu nhiếp sanh tịnh độ ta bà giải thoát kiếm di đà bốn tám lời nguyện độ chúng sanh phát nguyện rộng lớn đảng viên thành áo xen chín phẩm thượng phẩm sanh đồng độ chúng sanh phật đạo thành. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. 48 lời nguyện đấng Phật A Di Đà. Nguyện thứ nhất đối thành Phật được tôi là nước tịnh thanh, ngùng hình ngã quý tu
nơi đây nguyện thứ hai nước này tịnh giới. Đàn bà cùng con gái tình yêu, những người trong cõi nhân thiên, cùng loài cầm thú cầm chiến tu hành, thầy đều đặng hóa thân bỏ cảm. Thân bao đề rượu phẩm liên hoa, nghiêm thứ ba dân chúng phong đà, bàn thân bảo vĩ bàn đừng lắm mê trăm món ngon coi trăm mờ đâu ăn rồi khi dùng liền thâu không cần phải rửa vái nấu nhọc nhằn. Nguyện thứ tư nhân dân trong nước ấy muốn áo quần khăn lượng màu dày, khỏi mùa khói dặn khói mái cưng lòng. Nguyện thứ năm nhắm vòng địa lời, từ đất bằng lên tới hư không, thấy đều lâu cát biển cũng ma cũng là cây trái áo trong cửa nhà. Cơn đơn ma trao dồi trang trứng cho làm phần ban. Mùi hương ấy trông ra cấp độ, cả mười phương hướng thu cầm kỳ, chúng sanh hành nguyện kiên trì, tin và tưởng Phật đến thì bản thân. Nguyện thứ sáu dân lành quốc độ, thương tình nhau vì ta ruộng rà, không lời qua lại bất hòa, không ganh không ghé qua tranh giành. Nguyện thứ bảy dân sanh trong nước, không có lòng quê trượt dâm ô, cùng không có tiếng tùng thố, cùng là nóng dần hồ đồ ngũ trí. Nguyện thứ tám chuyên trì thiền niệm, cứ đường hay tìm tìm lướng đi. Nếu ai muốn nói chuyện gì, người kia yêu ý tức thì còi phân. Có đâu chữ ác tư hành, mấy điều nghiêm chướng đã thành vô danh. Nguyện thứ mười chúng sanh đều vì nguyện thân là mộng mị mà thôi, vậy nên lòng chẳng đời tánh công ta muốn gặp nơi vui cười. Nguyện mười một tiếng người tuy ngã, hình dung đồng một trắng và nghỉ, mặn mài nghiêm chinh phương phi, trong ngần đẹp đẽ không chi sánh bằng. Nguyện mười hai mười phương thế giới, thiên nhân cùng mà các loại chúng sanh, hóa thân về cõi làng thần, chứng ngôi thiên nhã chánh di đồng, ngồi thiền tọa tâm lòng tịnh tịnh.
thêm cùng nhau tin tôi nhiều chẳng hề biết rằng bao nhiêu ngàn muôn kiếm chỗ nhiều có phân nguyện mười ba thiên nhân trang dài hiệp cùng nhau đến mãi dân cơn không hề rõ thái thái đồng trường to miên miên không sao biết đàn số niên trong lâu vô lượng vô biên kiếm đời nguyện mười lăm dân thời thanh tịnh trụ vào ngôi chánh tính tự nhiên lý dư đoàn tướng đạo thiên đất vô biển dưng biến biến bàn miệng mười sáu làng ban dân chúng vui vẻ mà họ dùng đủ điều tại đồng với các tỳ kheo chứng phân vô lầu chẳng theo sự đời miệng mười bài khi tôi thành phận sẽ giảng kinh làm cho sơ nguyện đăng thần này công tối giác đạo trọn lành nguyện mười tám hóa thái coi dụng người người đều đặt túc mà không biết thôi tiền kiếm ta trong ta kiếm thấy đồng kiếm thân nguyện mười vạn vạn đều đắng rồi thiên nhãn tình quang thấy toàn vũ trụ mười phán trăm ngàn muôn ứng thế gian cùng tường nguyện hai mươi tây phương dân chúng thiên nhị thông sơ dụng nghệ thang những lời thiên của trăm ngàn phần đã cầu tuyên ai nguyện hâm mốt nhân thiên trong nước ta tâm không biết được chẳng sai những điều tâm niệm mỗi loài muôn ngàn thế giới trong ngoài ai chúng sanh quân độ ai thần tụng không đắc ngộ dòng chơi bao mà về giới nơi ơi vừa qua khắp hết mau thời hơn bay nguyện ham ba tôi nay thành phần ngài chẳng hiểu tôi rõ thật mười phương phần và đã sáng lòng vui vẻ hiền lành làm chúng sẽ đàn hóa sáng sen vàng nguyện hâm bốn ánh quang mình chiếu qua nơi đầu tôi tuyển diệu rỡ ràng mặt trời cùng ánh mặt trăng tuy là sáng tỏ chẳng băng vần quang nguyện hâm lắm hào quang tôi chói cắm cùng nơi chỗ thôi khúc quanh thiên nhân cùng cá rút sanh thấy liền đặng cái lòng thành quy y nguyện hâm sáu vấn kỳ nhân tu trong tập phương vũ trụ vân vân nhờ hào quang chiếu
thanh hơn dấn coi trời. Nguyện hâm bại tiên người phan y tâm bồ đề chi giới trai. Lục ba mật quán khai làm nhiều công đức chẳng sai môn thì khi thọ mạng tới kỳ viên mạng có tôi và các hạng thăng làm phong quan tiên dẫn vàng sanh đăng làm bồ tát tài thành lạng ban nguyện hâm tám tiên nhân vũ trụ nghe danh tôi sắm đủ bí bàn thương hoa đắng chúng quý hoa tràn phán bao cái cúng dường như lai tạo tham tự trì trai thanh tịnh làm việc lành tâm để định tưởng thôi tưởng luôn cho một ngày thôi chắc sẽ đặng nữa tôi về liền nguyện hâm chính nhân thiên mười cõi nếu dốc lòng ra cõi bến mê hiểu tôi thầm niệm thiên bài lắm chúng sẽ đặng sanh về lãng băng trừ những kẻ ta cùng những người Phật pháp dễ tin. Ai mang tội ấy vào mình thì địa ngục thó hình chúng thắng nguyện ba mươi thiên nhân cầm thu trong thập phương vũ trụ khôn lường. Trước đà báo tội thường thường mong sanh lâm chung sẽ đáng lành gọi tám đồ có sanh liên đài nguyện bấm mốt tiên người mười cảnh nghe danh tôi lễ đánh theo về vui mà tu hành bồ đề người người cũng kinh mong bề phương thế giới những đàn bà con gái chán đời phá tâm đến niềm danh tôi tháng sau không có phụng hồi nữ nhân nguyện bấm ba chúng dần mời tới quả vô sanh bất thối chứng liền lại còn quá phật toàn thiên ngoại trừ những vị bốn nguyện đau sanh tôi sẽ giúp cho thành sở hồ tới tha phương tế độ hàm linh hành tu bồ tát rất tinh lại còn lấy sức ngoái linh hổ truyền cho người ấy tinh tăng bộ chúng sanh tính thọ phát nguyện bồ đề tịnh diệt phó hiền chân thân tôi thân cần kiến tu hành nguyện bấm bốn dân lành trong nước độ chúng sanh xảo trướng các phương sở nguyện thế đang tội lòng ba nhiêu ác nghiệp ba đường khói mang nguyện bấm lắm trang hàng bồ tát muôn cúng dường chư phật đau đông hoa hướng là trăm châu liền đi khắp đủ vừa hầu vừa ăn nguyện bấm sau muôn ngàn bao vần muôn cúng dường chư phật ước ra thì có đủ liền cũng dẫn khắp cả về miền chư
đình. Đặng tài biển lương sống ân lại em bất nhã đi lành cao thiếu nguyện văn tám giang đều pháp lý đủ viên thông đầy trí huệ tâm. Những lời bài giải nguyên âm nghĩa kinh về hiệu cao thâm đều công nguyện văn chính quân trung Bồ Tát thải thái đồng dòng dạng kiên căn. Mỗi người đều đặng kiến thân bằng hai thứ tốt đủ phân sắc màu chiếu soi cách nào chớ Bồ Tát quý dầu muốn thấy cõi Phật nào nghiêm mấy như hàng dòm trong bữa thọ yên ra cánh nào Phật nấy như là trôi hướng nguyện bốn mốt mỗi đường công đức Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn. Đặng nghe đặng thấy đạo tràng bề cao cho đến bốn ngàn na cho nguyện bốn hai cả đồ nhận dụng quân đồ tôi điệp đúng tình minh chói người hình sắc đẹp xinh dầu có thiên nhãn chẳng nhìn đắng đâu nguyện bốn ba ai ai trong nước tự nhiên sở nguyện đắng thành không chờ người tính đường tính thế gian nguyện bốn bốn sinh bằng duyên dáng trong nước tôi đều đắng quay tâm hào quang có rạng vô ngần ngày biến tài biến pháp ngàn phần pháp vương nguyện bốn lần tha phương Bồ Tát thấy đều đắng pháp tình thắng định thần dài thoa phương lành thượng ban như ai muốn cúng dường phật pháp mà trong một giờ đi thắm hà sang. Tuy là đường xa rất xa định thần không là tiền chẳng lìa nguyện bốn sáu chư tôn Bồ Tát quý tinh tấn vừa rồi định thiên bình đáng ba hồi chẳng lý đất quá nhận đến khi chẳng chép đàn tay tường cán bậc như lai lời nguyện bốn bãi như vậy nhà tha hương Bồ Tát về đây được tôi tâm chí nguyện đắng hồi bất nhị lời nguyện bốn tám bảo màu tha phương Bồ Tát có đầu quy chớ vì ấy đấng kỳ trợ nguyện nhất nhị tam nhận thiện pháp vương pháp môn của Phật không lường đã bao giờ cũng trụ thế thường chẳng thôi khi pháp ta nguyện xong đã trọn thường hoa đổ xuống đầy thành không phát tiếng chắc thành như lai. Đệ tử chúng con từ bố thầy thấy báo tội ác bởi năm mê
nay đến trước đại vô thượng giang biển trần có lâu đời luân lạc với sinh linh vô số tiêu tan trong ngoài trong kim lâm than con là lòng không nhìn phương hướng đang có dài từ lâu vẫn vườn lại vật tổ trói đường nhận bước bao tội có trong đường trường vì tham sân si mà gây nên thì hôm nay giữ trọn lời xin sám hối để lòng thanh thoát trí phật quán minh như nhân nguyện từ bi vô lượng ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyện ra khỏi theo con ngày vừa qua có ai nước tiên từ vượt khỏi ai hà nhớ lời ngài vợ giá công tham thành thầm thiện cho đời tươi sáng bỏ việc làm gieo rắc vàng những lời ngọc vàng nghi mời bên lòng có nguyện đưa sống đời rộng rãi con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình mong người cứu khổ chúng sanh để theo ngài sanh bước đường lành chúng con khổ nguyện xin cứu khổ chúng con khổ nguyện xin từ độ ngoài tham lam sống hằng ngắm trời phá thì mê trí huệ tuyệt vời con nhớ đức Di Đà là quân vần Di Đà thân kim sắc tượng tôn quang minh từ nam tu di nguyện kiến bánh hào bốn biển lớn trong ngàn mang biển trong hào quang hoa vô số Phật vô số Bồ Tát hiện ở trong bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh chính Phật xem vàng lên dài thoáng bi mang lại con hãy xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi tín đồ ai nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Phật nam mô 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 nam mô A Di Đà Phật 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 nam mô nam mô A Di Đà Phật 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 nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Từ đại bi tiên dẫn đạo sư A
đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Chị tâm đánh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi lên cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Chị tâm đánh lễ Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Chị tâm đã đánh lễ Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chị tâm đã đánh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Một lòng quy kính Phật A Di Đà, thế giới cần là nguyện lấy hào quang trong rạng soi cho. Lạy Thế Từ Bi mà nhiệm thọ cho con ấy chánh niệm mà niệm hiểu như Phật xưa có thể nếu có chúng sanh muốn sinh ước ta lòng tin nguyện cho đến mười niệm mà nếu chẳng đặng sanh chẳng thành chánh giác do vì nhân duyên niệm hiểu Phật này được vào trong bể đại thế. Nhờ chứng từ bi các tội tiêu diệt đang lành tăng trưởng khi mà gần chúng trước giờ chết thân công bình khổ tâm công tham liên ý không điên đảo như vào thiền định Phật và thánh chúng thấy nắng kim đài cùng đang tin dẫn trong qua một niệm sanh về cần là sẽ thấy Phật liên nghĩa Phật thừa trong mơ Phật huệ cảm tơ chúng cho Bồ Đề nguyện. Chúng sanh không số lượng ngài thề nguyện đều độ khắp thiên não không cùng tầng thề nguyện đều giúp sanh pháp môn không kể thiên thề nguyện đều tu hồng bằng công gì hơn thề nguyện đương nguyện thành cùng tịnh công đến thu thắng hành này vô biên thân phước giải hồi hướng vô nguyện và hội chữ chúng sanh tổng và vô lượng quán phần sẽ nguyện tiêu tán chương trở về thế thượng hành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng tự phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa cài kiến bằng hộ sanh bằng thối Bồ Tát vi bằng nguyện ý từ không đức vô cập ư nhân thiên giải công thành Phật đạo tự quý phần đức nguyện chúng sanh thể giải đại đạo
Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi để cho ý đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thánh có ánh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy chỉ tâm đảnh lễ. Tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam ma bảo. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ bồn sư, xin ca mâu ni Phật đương lai hà sanh di lặc tôn Phật. Đại trí văn tu sư lời Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Ái Tát. Lương xa nhiệm ngài pháp giới mong quân, chứ phần hai hồi tận diệu văn, tùy nữ kia tượng vân thành ni vương ăn ngay, chứ phần hiền còn thân ngay. Nam mô hương văn cái Bồ Tát, chúng sanh chi thân sanh
cực là hướng nhiên sanh tịnh độ ta bà giải thoát kiến Di Đà. Vốn tâm lời nguyện độ chúng sanh, phát nguyện rộng lớn đẳng viên thành. Áo xen chín phẩm thượng phẩm sanh, đồng độ chúng sanh Phật đạo thành. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ni Tát. 48 lời nguyện đấng Phật A Di Đà. Ngùng hình ngã quý chúng sanh, thầy đều chẳng có sanh thành nơi đây. Nguyện thứ hai nước này tịnh giới, đàn bà cùng con gái tịnh hiến. Những người trong cõi nhân thiên cùng loài cầm thú cần thầy đều đặng hóa thân bỏ cảm. Thân bao đề rượu phẩm mà liên hoa, nghiệp thứ ba dân chúng Phật Đà. Khi cần ăn uống hóa trăng sang, ba thân bao quý ban đừng lắm mê. Phải rửa vái lâu nhọc nhằn, nguyện thứ tư nhân dân trong nước ấy muốn áo quần khăn lường màu dày thầy đều hoa đủ sẵn bày. Khỏi mua khói dặn khói mái cưng lòng, nguyện thứ vòng địa lại từ đất bằng lên tới hư không. Thầy đều lầu cá biển cũng ma cùng là cây trái áo trong cửa nhà. Cá ấy đều là trăng bảo ơi cùng ba điên hoa báo thơm nhìn nhau thành tạp cơn đơm ma trao dồi trang đứng cho làm phần ban. Mùi hương ấy trong ra cấp độ cả mười phương hướng thu cầm kỳ. Chúng sanh hành nguyện kiên trì tin và tưởng Phật đến thì bản thân. Nguyện thứ sáu dân lành quốc độ, thương tình nhau vì ta ruộng rà. Không lời qua lại bất hòa, không ganh không ghé qua tranh giành. Nguyện thứ bảy dân sanh rộng nước, không có lòng quê trường dâm ô. Cùng không có tiếng tục thô, cùng là nóng dân hộ độ ngũ trí. Nguyện thứ tám kiên trì thiền niệm, cứ đường hay tìm tìm lướt đi. Nếu ai muốn nói chuyện gì người kia yêu ý tức thì còi phân. Có đâu sự ác tư hành, mấy điều nghiệm chướng đã thành vô danh. Nguyện
tình trong ta muốn khắp nơi vui cười. Nguyện mười một tiếng người tuy cả hình dung đồng một trắng và hỷ mặn mày nghiêm chỉnh phương phi trong ngần đẹp đẽ không chi sánh bằng. Nguyện mười hai mười phương thế giới thiên nhân cùng mà các loại chúng sanh hóa thân về cõi lạc thần chứng ngôi viên nhã chánh di đồng ngồi lòng tình tình hiền cùng nhau tình tôi nhiều chẳng hề biết rằng bao nhiêu ngàn muôn kim châu nhiều khó phân. Nguyện mười ba thiên nhân trang dài hiệp cùng nhau đến mãi dẫn cơn không hề rõ thái thái đồng trường thọ miên miên không sao biết đàn số niên trong lâu vô lượng vô biên kiếm đời. Nguyện mười lăm dân thời thanh tịnh trụ vào mối chánh tính tự nhiên lý chư đoàn tướng đạo liên đất vô phân biệt chứng kiến liên bàn. Nguyện mười sáu làng ban dân chúng vui vẻ mà họ dùng đủ điều tại đồng với các tỳ kheo chứng phân vô lầu chẳng theo sự đời. Làm cho sơ nguyện đăng thần này công tối giác đạo trọn lành hương ai. Nguyện mười tám hóa thái coi dụng người người đều đặt túc mà không biết thôi tiền kiếm ta trong ta kiếm thấy đồng kim sanh. Nguyện mười vạn vạn đều đắng rồi thiên nhãn tình quang thấy toàn vũ trụ mười phương trăm ngàn muôn ứng thế gian cùng tường. Nguyện hai mươi tây phương dân chúng thiên nhị thông sơ dụng nghệ năng những lời thuyết của trăm ngàn ức phần đã cầu tuyên. Nguyện hâm mô nhân thiên trong nước ta tâm không biết được chẳng sai những điều tâm niệm mỗi loài muôn ngàn thế giới không ngoài tâm linh. Nguyện hâm mai chúng sanh quân độ thần tụng không đắc ngộ dòng chơi bao mà thế giới nơi nơi vừa qua khắp hết mau thời hơn bay. Nguyện hàm ba tôi nay thành phần chẳng hiểu tôi rõ thật mười phương phần và đại chúng cùng lại phương tôi hoài thiên nhân với các loài chúng vật niệm danh tôi cho tận chí thân sẵn lòng vui vẻ hiền lành làm chúng sẽ đặng hóa sẵn sen vàng. Nguyện hâm
mặt trời cũng nắng mặt trăng, tuy là chẳng tỏ chẳng băng vòng quanh, nguyện thâm lắm hào quang tôi trói cấm cùng nơi chỗ tối khúc quanh. Thiên nhân cùng ca rúc sanh, thấy liền đặng khởi lòng thành quy y. Nguyện thâm sáu vấn kỳ nhân tu, trong thập phương vũ trụ vân vân. Nhờ hào quang chiếu đến thân, từ hòa tâm tánh hơn dẫn coi trời. Nguyện thâm bại tiên Bồ Đề thì chi giới trai, lục ba mật quán khai, làm nhiều công đức chẳng sai môn. Thì nhà khi thọ mạng tới kỳ viên mạng, có tôi và các hạng tăng làm phong quan tiên dẫn vàng sanh đăng làm Bồ Tát. Thành lãng ban nguyện âm tám tiên nhân vũ trụ, nghe danh tôi sắm đủ bí bàn. Thương hoa đắng chúng quý hoàng, tràn phán bao cái cúng dường như lai. Tạo tham tự trì trái thanh tịnh, làm việc lành tâm để định tưởng tôi. Tưởng luôn tròn một ngày thôi, chắc sẽ đặng nữa tôi về liền. Nguyện thâm chính nhân thiên mười cõi, nếu dốc lòng ra cõi bến mê. Hiểu tôi thầm niệm thiên bài, lắm chúng sẽ đặng sanh về lãng băng. Trừ những kẻ hung tàn cùng những người Phật pháp dễ tin. Ai mang tội ấy vào mình, thì địa ngục thó hình chúng thắng. Nguyện ba mươi thiên nhân cầm thu, trong thập phương vũ trụ khôn lường. Trước đà báo tội thường thường, mong sanh lâm chung sẽ đáng lành. Gọi tám đồ có sanh liên đài, nguyện bấm mốt tiên người mười cảnh, nghe danh tôi lệ đành theo về. Vui mà tu hành Bồ Đề, người người cũng kinh mong bề phương thế giới. Những đàn bà con gái chán đời phá tâm tính niềm danh tôi, tháng sau không có phụng hồi nữ nhân. Nguyện bấm ba chúng dần mời tới, quả vô sanh bất thối chứng liền. Lại còn quá Phật toàn viên, ngoại trừ những vị bốn nguyện đau sanh. Tôi sẽ giúp cho tình sở hồ, tới tha phương tế độ hàm linh. Hành tu Bồ Tát rất tinh, lại còn lấy chức ngoái linh hổ truyền. Bồ Đề tịnh diệt phó hiền, chân thân tôi thân cần chiến tu hành. Nguyện bấm bốn dân lành trong nước, độ chúng sanh đạo trước các phương.
sở quyền thế đang tội lòng ba nhiêu nghiệp ba đường khói mang nguyện bấm lắm trang hàng Bồ Tát muôn cung dường chư Phật đau đông hoa hướng là trăm châu liền đi khắp đủ vừa hầu vừa ước ra thì có đủ liền cũng dâng khắp cả về miền chưa chưa miền bấm bay ai vừa động tùng hoặc tỏ trì cũng cũng chữ kinh đăng tài biển lương thông minh lại em bất nhã trí lành cao thiếu nguyện bám tám giang điều pháp lý đủ viên thông đầy trí huệ tâm những lời bài giải nguyên âm nghĩa kinh vi diệu cao thâm đều công nguyện bám chính quân trong Bồ Tát tại tay đồng dòng dạng kiên căn mỗi người đều đặng kiếm thân bằng hai thứ tốt đủ phân sắc màu thiê thế pháp cổ thấu đạo phật cũng hiện như chư Phật đức thầy bốn mươi nguyện ước của tôi thiệt là tính sạch chiếu soi cách nào chư Bồ Tát quý dầu dòm trong bữa thò yên ra cánh nào Phật nấy như là trôi hướng nguyện bố mốt mỗi đường công đức Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn đang nghe đang thấy đau tràn bề cao cho đến bốn ngàn cho nguyện bốn hai cả đồ dùng quân độ tôi biệt đúng tình minh chói người hình sắc đẹp xinh dầu có thiên nhãn chẳng nhìn đắng đâu miền bốn ba ai trong nước chỉ mong cầu nghe được pháp kinh tự nhiên sở nguyện đắng thành không chờ mời đường tình thế gian nguyện bốn bốn thanh văn duyên dáng trong nước tôi đều đặng quay tâm hào quang có rạng vô ngần ngày biến tài biến pháp ngàn phần pháp vương nguyện bốn lần tha phương Bồ Tát nghe danh tôi tận pháp vũng hành thấy đều đắng pháp tình thắng định thần dài thoa phương lành thượng ban như ai muốn cúng dường phật pháp mà trong một giờ đi khắp hà sa tuy là đường xa rất xa định thần không làm tiền chẳng lìa miền bốn sáu chư tôn Bồ Tát ở ta phương nghe đàn danh tôi quy tinh tấn vừa rồi định thiên bình đáng ba hồi chẳng lý đất ba nhận đến khi chẳng đàn thấy tường càng bậc như lai lời nguyện bốn bãi như vậy nhà tha phương Bồ Tát về đây nước tôi tâm chí nguyện đắng hồi bất nhị chẳng thối lui địa vị cao sông lời nguyện bốn tám bảo màu tha phương Bồ Tát đầu quy
đường đã bao giờ cũng trụ thế đường chân thôi. Khi phát tâm nguyện xong đã trọn cõi tam thiền sầu món rung rinh. Thương hoa đổ xuống đầy thành, không phát tiếng chắc thành như đệ tử chúng con từ bố thầy thấy bao tội ác bởi năm mê đắm trong sinh tử đã bao lần. Nay đứng trước đài vô thượng giang biển trần có lâu đời luân lạc với sinh linh vô số điều tàn con là lòng không nhìn phương hướng đang có dài từ lâu vẫn vườn hà hôm nay trong thấy đau huy hoàng trên hương về bóng tư quan lại vật tổ trói đường nhận bước bao tội có trong đường xin sám hối để lòng thanh thoát trí phật quang minh như nhân nguyện từ bi vô lượng cứu quần sanh ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyện ra khỏi theo con ngày vừa qua có ai xuyên từ vượng khỏi ai hà nhớ lời ngài bờ giá công tham thành thầm thiện cho đời tự sẽ bỏ việc án để đời quán đáng đem phúc làm gieo rất vàng nhân lời ngọc vàng ý mời bên lòng có nguyện đưa sống đời rộng rãi con niệm phật để lòng nhớ mãi hình mong người cứu khổ chúng sanh để theo ngài chân bước đường lành chúng con có nguyện tin cứu khổ xin tự đồ ngoài làm sống hàng ngắm trời có thì mê trí huệ tuyệt vời con nhớ đức Di Đà là quân vần A Di Đà thân kim sắc tượng tôn quang minh từ nam tu di nguyện kiến bánh hào bốn biển lớn trong đàn măng biết trong hào quang hoa vô số phật vô số bồ tát nguyện ở trong bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh chính phần xem vàng lên dài thoáng bí mang lệ con hãy xin phát nguyện vãng sanh cuối chính đức từ bi tín đồ ai nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Phật nam mô 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 nam mô A Di Đà Phật 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 nam mô A
Nam mô Di Đà Phật. 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 Nam mô Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chỉ làm đàn lễ Nam mô là Phạm Trang Nghiêm Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiến Dẫn Đạo Sư A Di Đà. Chỉ tâm đánh lễ Nam mô Lạc Bản Trang Nghiêm Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Chỉ tâm đánh lễ Nam mô Lạc Bản Trang Nghiêm Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Mong lòng quy kính Phật A Di Đà Thế Giới Cực Lạc Nguyện lấy hào quang trong sạch soi cho lấy thế từ bi mà nhiễm thọ cho Phật xưa có thể nếu có chúng sanh muốn sinh nước ta lòng tin nguyện cho đến mười niệm mà nếu chẳng đặng sanh chẳng thành chánh giác do vì nhân duyên niệm hiểu Phật này được vào trong bể đại thế. Nhờ chứng từ bi các tội tiêu diệt căn lành tăng trưởng khi mà gần chúng trước giờ chết thân công bình khổ tâm công tham liên ý không điên đảo như vào thiền định Phật và thánh chúng thấy nắng kim đài cùng đánh tin dẫn trong quá một niệm sanh về cực là sẽ thấy Phật liên nghĩa Phật thừa trong mơ Phật huệ cấm đỡ chúng trọn Bồ Đề Nguyện. Chúng sanh không số lượng ngài thề nguyện đều độ khắp phiền não không cùng tận thề nguyện đều dứt sạch pháp môn không kể thiên thề nguyện đều tu hồng thề nguyện được nguyện thành
phụng kinh công đức thu thân hành này vô biên thân phước giải hồi hướng vô nguyện và mọi chữ chúng sanh tổng phật vô lượng quán phần sa nguyện tiêu tán chương trở về nào nguyện đăng trí huệ chân minh liệu vô nguyện thời chữ tật tiêu trần thế đường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung tự phẩm liên hoa vi cụ mẫu hoa cài kiến phần hộ sanh bằng thối bồ tát vi bằng nguyện ý từ không đức vô cập ư nhân thiên giai công thành phật đạo tự quý phần đức nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phán vô thượng tâm tự quý nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng đi về nhớ hải tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhân thiên vô nguyện đem công đức này